Vâng, thưa các bạn, chưa tới 2 năm tôi đã có trên tay chiếc chìa khóa của chiếc xe VinFast bản thương mại ngay trước mắt các bạn. Đó, Lux SA 2.0 bản cao cấp nhất với đầy đủ trang bị nhất. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu. Thực ra tôi đã chờ đợi cái phút giây này lâu lắm rồi. Và các bạn cũng nên biết rằng hiện tại với chính sách giá ưu đãi thì mẫu SUV Lux SA 2.0 đang có giá 1 tỷ 414 triệu tiêu chuẩn nhé. Còn cao cấp nhất sẽ có giá khoảng hơn 1 tỷ 7. Nhưng thực chất là một chiếc xe bản tiêu chuẩn, bạn có thể đặt thêm các cái đồ tùy chọn vân vân. Theo cái sở thích của mình thì giá đó đâu đó nằm ở khoảng ở giữa. Đó, còn nếu bản tiêu chuẩn thì cũng chỉ hơn 1 tỷ 4 một chút thôi. Giá đã bao gồm 10% VAT nhé. Và sau tất cả những cái hình ảnh trên mạng, các bạn sẽ thấy có hình này hình kia vân vân, rất nhiều những thứ gì đó trên mạng, video. Thì hôm nay một bản thương mại bằng xương bằng thịt, các bạn hãy xem về tổng thể. Có lẽ tôi sẽ không phải nói về cái dáng tổng thể của chiếc xe này nữa. Quá nhiều cái hình ảnh, quá nhiều lời nói, quá nhiều thông tin về những chiếc xe của VinFast rồi. Nhưng nếu như nhìn thực tế thì các bạn sẽ thấy đây là một chiếc xe khá là bệ vệ và oai phong và lẫm liệt. Bởi vì rất đơn giản, nó mang form của một chiếc xe BMW X5 quá nổi tiếng rồi. Về trang bị các bạn sẽ thấy này, cái giải LED. Giải LED. Đây các bạn hãy nhìn vào cái chi tiết nhá. Những cái chi tiết thì cái chất lượng hoàn thiện là rất đẹp. Lưới tản nhiệt hình theo phong cách cảm hứng từ những chuồng ruộng bậc thang này, logo này, nhìn chung là đẹp. Lúc nãy cái xe nó xuất hiện từ trong cái xưởng, cái vùng tối ra vùng sáng ấy, thì cái giải LED này là khá là đẹp. Và đèn pha là toàn bộ là full LED hết nhá. Và có khá nhiều ý kiến nghĩ rằng là cái vùng, cái mặt của cái đèn pha này hơi bé. Nhưng tôi thì tôi nghĩ rằng tôi sẽ phải thử thêm ở trong đêm để xem cái khoảng chiếu xa của nó và cái độ tụ của nó như thế nào, những cái đường cắt của nó như thế nào. Và đèn gầm ở đây ạ, có rất nhiều anh em hỏi về cái đèn gầm. Thì là cái đèn gầm ở đây. Đấy. Cảm biến góc. Rồi. Cảm biến trước. Cam 360. Các bạn chờ mình một chút, mình sẽ mở cho các bạn xem cái phần động cơ. Đó, đây nhá, tự bật lên. Tiếng máy nổ êm. Tất nhiên là tất cả những cái cảm nhận này, cảm nhận nhìn ban đầu đối với một chiếc xe chúng ta phải qua tuần, qua nhiều tháng, qua nhiều năm trải nghiệm nữa. Rồi các bạn nhìn sâu vào cái phần bố trí máy của SA nhá, 2.0. Máy turbo 228 mã lực và moment xoắn cực đại là 350 Nm. Lấy nền tảng cơ sở của những chiếc xe BMW mà, của động cơ. Và các bạn phải nhìn này, cái phần hấp thụ xung lực á. Đó, đây, qua cái lưới tản nhiệt này thì các bạn sẽ thấy một cái khoảng cách khá là xa mới đến cái két nước. Thì nếu thực ra cái thiết kế này nó sẽ ngoài cái việc mà giảm thiểu cái rủi ro, những cái thiệt hại về những cái phần két nước khi mà va chạm, thì nếu như có va chạm với người đi bộ thì nó cũng nhẹ nhàng, tức là nó có cái gì đấy nó giảm bớt cái lực tác động cho người đi bộ. Đây. Bấm cách âm cách nhiệt. Đó. Bây giờ các bạn hãy xem. Thực ra nếu như chúng ta nhìn ở phần bên hông á, thì chúng ta sẽ thấy chiếc xe này oai phong lẫm liệt đúng không ạ? Từ bộ mâm, từ cách thiết kế sườn xe, từ những cái đường mạ chrome chạy quanh cửa. Đó, tay nắm cửa. Đây, tay nắm cửa. Đấy, này, như này. Rất to. Và tôi sẽ đóng cửa cho bạn xem. Chắc chắn đấy. Gương cam 360. Rồi để tôi xem kính của những chiếc xe VinFast nó như thế nào. À, chưa phải kính hai lớp. Rồi. Lốp đằng sau các bạn sẽ thấy rằng cái kích thước nó sẽ khác. Kích thước nó lớn hơn, nhìn bằng mắt đã thấy rồi. Nhưng mà khi mà đọc thông số lên thì nó sẽ là lốp 315, bản là 315. Bánh nó to hơn rất nhiều.
Hệ thống treo trước là thụt trước là lò xo nhá. Phía sau là bóng hơi. Thực ra nếu mà bốn bóng hơi thì tôi nghĩ là chả tội gì mà không thêm các drive mode hoặc các cái điều chỉnh các cái độ cứng của hệ thống treo, như thế thì tuyệt vời hơn rất nhiều. Thực ra là các cái tôn này, các cái tấm dày, rất dày luôn. Độ hoàn thiện nói chung là đẹp. Đây các bạn có thể xem bộ mâm này. Mâm trên SUV, trên mẫu SUV. Rồi, lốp bao nhiêu đây ạ? Lốp 275 nhá. Mâm 20, rất đẹp. Thực ra tôi nghĩ là tôi sẽ thích cái thiết kế của cái bộ mâm này. Cái thứ hai là các bạn nhìn ra các cái ký hiệu đây ạ. Chữ Y. Vâng. Có thể chịu tới cái tốc độ, cái lốp này có thể chịu tới cái tốc độ là 300 km/h. Càng này là càng nhôm này. Đó. Đồ thì có vẻ như là đồ hàng hiệu đấy. Và nếu như ai đó hỏi tôi rằng là tôi thích phần thiết kế nào nhất ở ngoại thất thì thực sự là phần đuôi. Phần đuôi là thiết kế mà tôi thích. Đẹp, nó có cái gì đấy hài hòa, cân đối và mạnh mẽ. Ví dụ như này, đây các bạn nhìn xem cái giải lép này. Giải lép này nhìn cái chi tiết đường nét rồi là đấy, ở đây nó hơi bụi nhá, mình sẽ phủ cái độ bụi, các bạn sẽ thấy được cái độ bóng của nó này. Đẹp. Cái độ hoàn thiện nó khá là tốt. Dưới thì cản dưới thì là sơn mờ, bô đôi, cảm biến, cam trong hệ thống cam 360 ở đây. Phần này nó hơi thấp cho nên nếu mà chúng ta đi đường bẩn thì nó sẽ bị bùn bắn lên. Ở đây có rửa cam không? Chưa có rửa cam. Đấy. Nhìn chữ đã thấy thích rồi, lắc SA 2.0 này, máy turbo. Có đá cốp. Đấy. Không gian khi mà tôi để cái vị trí 5+2, tức là số ghế là 5+2. 5+2 thì các bạn cũng đã quá quen thuộc rồi. Đấy, vị trí thêm thì cái không gian còn lại để như thế này. Nói chung một cái vali bé cùng với một cái ba lô thì là ok, không có vấn đề gì. Đấy, tôi sẽ bỏ cái này ra. Để xem. Xe này thì không có lốp dự phòng nhá. Các vị trí chứa đồ ở đây. Thực ra nếu mà thụt hơi như thế này mà hạ được cái hệ thống treo ở phía sau thấp xuống một chút nữa thì cũng hay. Đấy. Tôi có thể lật cái này lên. À đây, không có lốp dự phòng. Đây các cái đồ cứu hộ này. Đây các bạn có thể thấy này. À cái này hay này. Có bơm nhá. Xe trang bị có bơm đi kèm này. Đây cái gì nữa đây? Keo sửa chữa lốp tạm thời, có keo tự vận. Đấy. Bơm. Bơm xịn sò đấy. Cắm vào. Tay cũng được. Cái này là hay nhá. Trong cái điều kiện Việt Nam, những cái dụng cụ cứu hộ khi mà chúng ta tự cứu khi mà đi xa là hay luôn. Ghế da khá đẹp. Đây, gặp lại thì không gian cốp rất là rộng. Thực ra form thì nó là form của X5 cho nên cái không gian cốp rất là rộng, các bạn có thể thấy đây. Chất liệu nỉ thì nói chung là cũng đẹp. Để mà nói về siêu sang trọng thì là chưa. Nhưng mà sờ vào là cũng thấy là xịn, da cũng vậy. Chút nữa thì tôi sẽ vào bên trong thôi. Tôi sẽ giới thiệu chi tiết thêm. Chờ bao nhiêu lâu rồi bây giờ mới được đề nổ này. Tiếng máy nổ êm nhá. Đấy, điều hòa thì khi máy khởi động ổn định xong thì điều hòa mới bắt đầu thổi mức gió mạnh lên. Đấy, cả điều hòa cảm ứng. Giảm bớt gió đi. Rồi, bây giờ tôi sẽ cảm nhận cái không gian của một chiếc xe mang thương hiệu Việt Nam. Không gian thì chắc chắn rồi, là rộng rãi. Nhưng các bạn hãy xem này, vô lăng bọc da này. Đường chỉ may là đẹp. Còn độ bền với thời tiết, trong các điều kiện sử dụng, thì thời gian sẽ trả lời. Mà ai đó mà sử dụng thì hãy trả lời giúp mình. Đấy. Rồi, nhựa mềm này. Loa này, nhìn chung đồ là đẹp. Đấy, các bạn có thể thấy này. Đây là phần kim loại, phần nhôm. Trang trí cũng đẹp. Đấy, da. Oách đấy. Và ghế, các bạn sẽ sờ cái da ghế này. Da ghế này nó khá là mịn. Cái màu này thì mình nghĩ là sẽ ít bẩn. Nhưng nếu như cái màu mà màu sáng, màu theo kiểu màu sữa, trên cái bản sedan mình thấy có.
thì mình nghĩ rằng cái đấy thì phải bảo vệ nó, chăm sóc bảo dưỡng da nó tốt hơn. Ghế ngồi thoải mái không ạ? Ghế ngồi rộng rãi, thoải mái, tư thế ngồi là cao ráo. Đó. Vô lăng thì sẽ điều khiển bằng cơ bốn hướng, rồi tiến ra thụt vào lên xuống, vân vân. Đấy, rồi. Đấy, cam 360 bật ở đây ạ. Đóng mở cốp có thể bật ở đây. Hỗ trợ xuống dốc, giới hạn tốc độ ở đây. Đèn auto. Điều khiển gương điện, rồi là gập gương điện ở kia. Đấy, các bạn sẽ thấy cái chất liệu và cái độ hoàn thiện ở bên cửa này cũng khá là tốt, những đường chỉ may. Đấy, cam 360. Rồi vô lăng này, vô lăng dày dạn đẹp này. Bên trái này là điều khiển rất là quen thuộc, điện thoại rồi là voice rồi vân vân nhá. Còn bên phải là cruise control. Đó. Thì toàn bộ cái màn hình thông tin hiển thị phía sau này sẽ cảnh báo tất cả các cái thông tin cho chúng ta này. Đây, chiếc màn hình này. Thực ra cái màn hình này các bạn sẽ thấy là cái khu vực màn hình này chiếm nhiều diện tích nhất. Giao diện thì hiện tại tôi đang để ở tiếng tiếng Việt, nhưng bạn có thể chuyển sang tiếng Anh được. Đấy, có thể tùy chọn tiếng Anh được. Đấy, vân vân này, thông tin xe tất cả chúng ta có thể tự động khóa cửa, theo tốc độ tự động mở khóa này, còi báo khi khóa xe, thì tất cả những cái phần cài đặt đó nằm ở trong này. Sạc điện thoại không dây cũng có, đèn chào mừng tắt sau bao nhiêu giây cũng có, đèn chờ dẫn đường cũng có, tất cả ở trong này nhá. Kết nối điện thoại này, nhạc này, và phần hệ thống dẫn đường. Rồi, đấy, có thể dò tìm luôn, cái này tích hợp luôn. Được cả những chiếc xe do Việt Nam thiết kế thì tôi nghĩ rằng sẽ dần dần và tương lai sẽ được tối ưu và nghiên cứu trên chính những con người Việt, và chính những cái chức năng đó chúng ta sẽ được được sử dụng, được tận hưởng. Nhà sản xuất cũng sẽ tạo ra được những cái chức năng mà tối ưu hóa cho chúng ta. Đây, khóa cửa ở đây ạ. Đấy, vân vân. Đấy, tùy chọn về cái màn hình này chúng ta cũng có thể điều chỉnh được ở trong cái phần cài đặt này. Đấy, bộ phát wifi cũng có nhé. Thực ra cái màn hình này nếu như mà được thiết kế tinh hơn nữa, chất liệu ngon hơn nữa thì tôi nghĩ quá tuyệt vời. Nhưng các bạn nên nhớ rằng đây là chiếc xe đầu tiên của Việt Nam, chúng ta cũng sẽ khó mà yêu cầu quá nhiều được. Còn các tốc độ, các bạn hãy xem các tốc độ này, cầu Cần Thơ có không ạ? Đấy, chỉ cần tích là chọn. Đấy, đấy, rất nhanh, cái xử lý rất nhanh, và để lại những cái dấu vân tay ở trên màn hình là chưa nhiều. Hiện nay tôi đã sử dụng bật điều hòa rồi cho nên tay khá khô đó. Nói chung là nhanh và nhạy. Những cái hình ảnh trước đây thì trong cái quá trình thử nghiệm thì các bạn có thể thấy thế này thế kia, nhưng đến một chiếc xe hoàn thiện thì tất cả nó cũng đã trông là đẹp rồi. Đây, ngay cả cái núm bấm ở đây này. Đấy, là cũng là đẹp. Còn sang xịn sò như những chiếc xe cao cấp của Đức thì tôi nghĩ là sẽ phải cần thời gian có những cái phiên bản cao cấp hơn nữa. Khu vực để hai chai nước. Đấy, cơ kiểu chậm và mềm đó. Hộc chứa nước vân vân. Khu vực cần số, thực ra tôi nghĩ là cái cần số này nếu mà cải tiến nó đẹp hơn nữa thì quá là tuyệt vời luôn. Và cái phần nhựa ở dưới này nếu mà là nhựa bóng hoặc là kim loại nữa thì còn oách hơn nữa. Start stop engine này, chức năng là ngắt động cơ tạm thời này, rồi là mình nghĩ đây là cái traction control với cả cái ESP. Đây là một ký hiệu mới, có thể bật tắt cái hỗ trợ các cái cảm biến ở đây, phanh tay điện tử, xe có hỗ trợ lên xuống dốc các kiểu nhá. Đó, rồi. Sạc không dây. Đấy, những cái chất liệu này mà làm mà theo cái màu sắc nó tinh hơn thì ngon. Hai cổng sạc này. Đấy, hai cổng sạc, hai cổng kết nối USB luôn. Nỉ trong này cũng khá là đẹp. Đây, hàng ghế thứ hai đây nhá. Ngồi này. Khoảng trống ở đầu với chân này. Cao luôn. Ngồi rộng. Cái độ ngả tốt nhất của cái này, đấy, độ ngả tốt nhất là như thế này ạ. Và cái lưng ghế này nó khá là cao. Da thì mềm rồi, da thì sẽ không phải nói nữa, khá là mềm. Còn độ bền sử dụng như thế nào thì thời gian sẽ phải trả lời bể tì tay. Như các bạn sẽ thấy, một chiếc xe SUV, hệ thống dẫn động 4 bánh toàn thời gian,
nhưng mà cái sàn nó rất phẳng. Đấy. Khoảng trống đầu gối là từ này, tôi là có người vị trí, tôi là người ngồi lái với vị trí lái khá xa. Đó. Nhưng mà rõ ràng là tôi đã điều chỉnh cái ghế này và tôi còn từ này rộng vài ghế này, nhựa chắc chắn nhá, ghế dày dặn đấy. Và các bạn hãy nhìn cửa gió ở hàng ghế thứ hai, cổng 12V, hai cổng sạc USB. Rồi, đây là điểm tôi thích nhất, 230V, đây là cái cổng này tôi thích này. Tôi không chứa đồ đấy. Đấy nhá, hàng ghế này có thể kéo tiến lên nhá, để tạo thêm cái không gian cho hàng ghế phía sau, và thậm chí chúng ta có thể gập như thế này. Đấy, có rất nhiều kiểu gập. Cơ cấu này nếu mà nhẹ hơn một chút nữa thì tôi nghĩ sẽ hay hơn. Đấy, có thể lật lên như này để bước vào cái hàng ghế. Bởi vì đơn giản những chiếc ghế này nó rất là dày, ngồi sướng. Đấy, nhưng hàng ghế ở hàng ghế thứ ba này thì tôi sẽ kéo cái này xuống, các bạn xem. Cộng 2. Nếu như mà tôi đẩy cái ghế hàng ghế thứ hai cao lên thì tôi có cái hàng ghế thứ ba được ngồi như thế này. Không phải là quá thoải mái nhưng khi cần thì vẫn dùng được thưa các bạn. Ghế thì khá là mỏng và cửa gió điều hòa thổi ở dưới lên khá giống X5. Vị trí để chai nước. Đó. Tất nhiên rồi, những cái hàng ghế cộng 2 thì không phải ai cũng thích đâu. Nhưng trong một số cái tình huống gì đó khó khăn thì chúng ta cũng có thể vui vẻ với nhau để chia sẻ đấy, các cái không gian với nhau đấy. Thực ra cái cabin của xe khá là thoáng, nhưng mà nếu mà có cái cửa sổ panorama nữa thì tôi nghĩ là sẽ còn thoáng hơn nữa. Nhưng mà tất cả những thứ đấy đều có thể được, bởi vì VinFast là bán xe theo xu hướng là cá nhân hóa. Và nếu như các da ghế các bạn này sờ sẽ rất mềm, nó nhìn khá là sang, nhưng với cái màu da này và với cái chất liệu da này thì các bạn dùng nhá là cũng phải khá là giữ gìn trong cái điều kiện tại Việt Nam đấy. Cả thiết lập các cái cấu hình của xe, ví dụ như áp suất lốp rồi vân vân, tất cả ở trong này. Khoang xe êm này, bây giờ đề nộ này. Đề nộ cũng khá êm đấy. Rồi. Wow, bây giờ thì tôi muốn các bạn nghe thử một vài điệu nhạc. Hay, loa hay, bản cao cấp này 13 loa hay. Thử một lại là một lần nữa. Thực sự là tôi nghĩ là bây giờ tôi sẽ lái chiếc xe này đến khách sạn 5 sao cũng được luôn. Bởi vì với cái thiết kế, với cái dáng bệ vệ, với những cái trang bị như thế này chả có gì phải ngại cả. Mà nó còn oách luôn ấy, khách sạn resort 5 sao. À, bắt đầu chuyển động nhẹ nào, êm nào. Rồi. Wow, chờ bao nhiêu lâu rồi, bây giờ mới được cầm lái. Lên nhẹ ra, hộp số 8 cấp ZF. Nếu như tôi nhớ không nhầm, những cái hộp số 8 cấp ZF, những cái hộp số của ZF thông minh thì mình chạy vài nghìn cây nó sẽ tự hiểu được cái phong cách của mình và nó sẽ có thể chuyển số rồi về số rồi vân vân là theo cái phong cách của mình được đấy. Thực sự là cái cảm nhận ban đầu ấy, đây các bạn có thể thấy nhá, chạy khoảng 60 đường băng gần biển thì cái khả năng cách âm là tốt. Cái thứ hai là hệ thống treo nó êm và cái tầm nhìn nó rất là thoáng thưa các bạn. Thực sự là vậy, nó rất thoáng luôn. Cua ở 40 nhẹ nhàng, cũng không phải lúc nào chúng ta cua cũng cua gắt cả. Đó. Khá nghe lời. Tôi nghĩ nó là một chiếc xe mang thương hiệu Việt Nam chất lượng. Mọi sự so sánh đều là khập khiễng thưa các bạn. Nó là một chiếc xe chất lượng. Và tôi sẽ đẩy ga lên một chút. Ra với cái hộp số này nó chuyển số là khó đấy. Là khó để nhận biết đấy. Đấy, ví dụ 80 này. Đi phong cách nó êm ái. Ghế ngồi này êm. Giờ tôi sẽ thử phanh. Những cái tốc độ chúng ta rất rất thường sử dụng trên những con đường. Phanh. À. Đấy, số về mà không biết luôn. Bây giờ tôi sẽ chạy nhanh hơn và sẽ chuyển số nó gắt hơn. Vẫn là chế độ D. Thực ra nếu mà xe này ấy, tôi nghĩ là có
cái chế độ hoạt động xe, ví dụ như là Eco tiêu chuẩn Normal rồi là Sport Sport Plus nữa thì tuyệt vời. Nhất là hệ thống treo, ví dụ đi treo chậm, hệ thống lái này. Tôi nghĩ cái con này có thể mua step và slalom khá là hay đấy. Tôi không muốn so sánh với bất kỳ cái mẫu xe nào hay là những chiếc xe của Đức gì cả, nhưng mà tôi nghĩ là đây là một mẫu xe chất lượng. Những cái cảm nhận ban đầu sẽ cảm nhận được cái chất lượng của một chiếc xe mang thương hiệu Việt. Đó. Nó có cái gì đấy khá giống với những chiếc xe Mỹ, bề thế, hào sảng, phóng khoáng. Đấy. 60 km/h nhá. Quay phim hơi chao đảo, hơi chao một chút thôi. Bây giờ tôi sẽ thử cua này, cua tròn này. Đấy, cua tròn này. Hơi tỉ phanh một chút, cua tốc độ cao hơn này. Đấy, có hơi rít nhẹ này. Đấy, hơi rít nhẹ thôi. Nhưng là bám là khá tốt đấy. Rồi, đẩy mạnh lên nào. Lên. Thực ra cái chế độ D thì với cái bộ máy, cỗ máy này nó khoảng 228 mã lực, nhưng mà với cái khối lượng của nó là 2 tấn 1, 2 tấn 2, lại có thêm 2 người ngồi trên xe nữa, thì để mà nói là yếu là không yếu, nhưng bảo siêu khỏe là cũng chưa. Tôi nghĩ siêu khỏe ta hãy chờ những cỗ máy V8, nhưng mà có một cái chế độ tốt hơn, giảm bớt cái độ trễ đi. Đấy là chế độ M. Đấy, chế độ M thì cái độ trễ của nó hơn nhiều. Đây, tôi sẽ thử chế độ mở cho các bạn xem và các bạn nhìn đồng hồ công để có thể thấy được cái khả năng tăng tốc của nó. Rồi, đến luôn nào. Đấy. Chân ga có chế độ kích đao nhé, đạp kịch là có công tắc kích hoạt. Đấy, lên hơn nữa. Các bạn nhìn đồng hồ nhé, trong này đường thử tôi sẽ chạy lên. Rồi, 140 nhá, được. Tôi có thể hơn. Đấy, và phanh lại là êm. Đây, bắt cua 70 này. Rồi, đến điểm cua này, phanh này. Quạt này. Khá tròn. Rồi, mượt của nó. Nói chung, một cái cảm nhận đầu tiên, thực sự đây là một mẫu xe mang thương hiệu Việt chất lượng. Đấy là điều tôi rất muốn chia sẻ với các bạn. Còn tất cả những các cái vấn đề độ bền rồi trong quá trình sử dụng rồi, tất cả những cái vấn đề mà cần thời gian trả lời, thì các bạn nếu như ai đó có sử dụng xe, mua xe, sử dụng xe qua thời gian thì có thể chia sẻ thêm với chúng tôi những cái cảm nhận ban đầu với một thương hiệu Việt. Xin được các bạn, xin nhắc lại với các bạn một lần nữa, nó là sự chất lượng. Và tôi nói rồi, tôi có thể tự tin đi chiếc xe này đến những cái khách sạn 5 sao, nhà hàng 5 sao, resort 5 sao vào, và nó có cái gì đấy nó vẫn rất là chất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé. Các bạn nhớ subscribe kênh này, rung chuông ủng hộ mình này, để chúng tôi sẽ có những cái chương trình deep review. Nó sẽ là một step, nó sẽ là rất rất nhiều điều kiện thử khác nhau. Xin chào và hẹn gặp lại.